Hãy tưởng tượng bạn cảm thấy một mũi chích, bạn bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, bạn nhận ra mũi mình đã bị xẻo và bạn còn may sống sót khi đồng loại của bạn bị giết hại. Câu chuyện hải hùng này là thực tế hàng ngày đối với tê giác châu Phi bị săn lấy sừng. Không bao giờ mua sừng tê giác và kể cho bạn bè và người thân của bạn nghe câu chuyện đó. Không có người mua, không có người giết tê giác.